Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuỏi video hướng dẫn làm chủ phần mềm Camtasia 9 toàn tập. Và ở video trước thì Jun đã chia sẻ với các bạn cách làm mờ khuôn mặt bằng công cụ Unrotation và Blue and Highlight, 5 công cụ này. Ở video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta kéo dài cái thời gian hình ảnh và tách trùng với video. Ví dụ bây giờ mình có một cái bài hát như thế này, bây giờ mình muốn là tách vào cái hình ảnh nó dài bằng cái thời gian của cái bài hát này thì chúng ta chỉnh như này thôi. Chúng ta kéo cái hình ảnh xuống, chúng ta kéo cái hình ảnh nó dài ra bằng cái âm thanh thôi. Các bạn nhé, âm thanh và video ấy thì nó chỉ có thu vào được thôi, chứ còn nó không kéo được ra đâu. Vì các bạn phải hết sức lưu ý, nó không thể kéo, chúng ta chỉ có nhân. Video chúng ta chỉ có copy này, xong chúng ta lại paste ra một cái video khác, sau đó chúng ta ghép nó vào. Đấy. Nó giống như là các bạn có một cái video nền như thế này này. Đây là cái video background này. Đấy. Ví dụ các bạn có một đoạn video như này, background như này đúng không? Các bạn không thể kéo được hơn ra nữa. Đấy. Đây các bạn có một đoạn video background như này. Đây mình sẽ kéo cái khung này vào để cho các bạn nhìn này. Đây. Đúng không ạ? Tức là nó sẽ không kéo được ra nữa, nên bắt buộc chúng ta phải nhân tiếp một cái lần khác đúng không ạ? Để cho nó, tức là các bạn thấy là nó sẽ ra đến đây là nó hết, nó lại ra đến đây là nó đen này đúng không ạ? Nó đen xì lên này. Thế thì chúng ta lại phải nhân cái đối tượng này ra thành nhiều, nhân cái lần background này thành nhiều, bao giờ nó bằng thì thôi đúng không ạ? Bao giờ nó đến cái đoạn này thì các bạn thôi. Đấy. Hoặc là nó dư ra, ví dụ nó dư ra đến đây, nó dư ra đến một tí này thì các bạn lại phải kéo nó vào. Đấy, nó, ví dụ nó dư ra một đoạn này thì các bạn kéo thu nó lại để cho nó bằng cái ảnh của chúng ta. Đấy. Chứ còn nếu hình ảnh thì các bạn có thể kéo thoải mái, các bạn có thể kéo rất dài luôn mà một cái hình ảnh, nhưng video thì chúng ta không thể kéo được, hoặc âm thanh chúng ta không kéo được. Text thì các bạn kéo được nhé. Ví dụ các bạn text này, các bạn chèn text vô đây. Đấy, thì các bạn cũng kéo y như hình ảnh được. Đấy, nó rất là hay ở cái chỗ đấy. Các bạn có thể thay text vào. Đấy, ví dụ như ga tiki chẳng hạn thế. Đấy, .com. Thế thì các bạn thấy là cái công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta là thay đổi hình ảnh và text là thời gian được giống như là trùng khớp với video, rất là tiện lợi. Thì quá trình biên tập video các bạn sử dụng cái chức năng này nó rất là hay. Còn đây ví dụ như là mình bây giờ có mấy cái hình ảnh này, mình muốn chèn làm sao thời gian của nó sẽ dài ra lâu hơn và nó bằng nhau, thì các bạn chỉnh sửa như thế này nhé. Ví dụ bây giờ các bạn phải vào Edit này. Sau đó các bạn vào Preferences, sau đó các bạn chọn Timing và các bạn chỉnh ở cái mục hình ảnh này. Các bạn sẽ chỉnh đang là 8 giây thì các bạn chuyển xuống là 5 giây chẳng hạn. Thì các bạn để ý là các bạn nhấp vào OK thì các bạn nhấc xuống. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là mấy giây nhé. Đây các bạn, mình phóng to ra cho các bạn thấy. Tức là mỗi một cái hình ảnh nó là 5 giây. Thì đây các bạn thấy này, các bạn thấy là đến cái ảnh thứ nhất đây nó là khoảng này, nó chính là đến đây là 5 giây đúng không ạ? Đó, rất là hay ở cái chỗ đấy. Tức là các bạn phải chỉnh cái mục thời gian này nó là trước nhé, xong bắt đầu các bạn mới chuyển ảnh. Ví dụ bây giờ mình chuyển sang 8 giây chẳng hạn. Ví dụ đây 8 giây thì các bạn chỉnh ở bên dưới này thì nó sẽ không ra, tức là nó đã chèn xuống rồi thì nó không chỉnh thời gian cho chúng ta được. Đấy. Mà chúng ta lại phải gì? Bây giờ chúng ta lại phải nhắc lại lần khác thì nó sẽ ra 8 giây đấy. Các bạn phóng to là các bạn sẽ thấy là nó ra 8 giây. Đúng không ạ? Đây cái khoảng thời gian này các bạn thấy là đấy, nó đến đây là 8 giây này. Đấy. Nó rất là hay như thế nhé các bạn nhé. Trong quá trình nào mà các bạn chú ý, hết sức chú ý đến cái mục Edit này, Preference và mục Timing, nó sẽ cho chúng ta chỉnh cả cái Transition, cái hình ảnh này, cái Text cũng như là Animation. Đấy. Cái phần này là chính là cái phần text này, thời gian của text này. Đây, chính là thời gian của text đây các bạn. Đấy. Thì các bạn hết sức là chú ý nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những cái video hướng dẫn tiếp theo của Gatiki. Để theo dõi tất cả các video bổ ích của Gatiki.com,
Các bạn vui lòng truy cập youtube.com, đánh từ khóa Gatiki và nhấp vào nút đăng ký. Hoặc bạn có thể truy cập vào website gatiki.com. Tất cả những video mới nhất chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới email của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ gatiki.com. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.